so lazy. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiếc Chiêu Đi Cho Chi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Madison Media Group thực hiện. Hay quá, sung quá, xây, sung quá trời. Hôm nay không thèm bận đồ vest gì cho nực nọ bực bội. Bữa trước bị gò bó, bị bù bún lắm. Bù bún là cái gì? Bù bún. Giống như bún bì vậy đó, bị bù bún. Dữ. Hôm nay chị suy nghĩ rồi, dở giống như là chị Hương nói là phải nhớ cảm xúc nè, nhớ kỹ thuật biểu diễn, là cái nhớ cái hành động biểu diễn và nhớ cái lời nói nữa. Dạ. Cực quá. Mệt quá, nhức mệt đầu quá. Mà chị còn dành cho diễn trước. Đúng rồi. Đúng không? Mà cái nết chị diễn không bình thường như người ta. Không, chị diễn bình thường. Chị diễn âu giờ cơ mà. Không. Chị giống như vụ tức 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 à. Hận. Tức. Nhớ không? Hận, em nói đi. Hận đó là nhẹ nhất. Ủa vậy đó hả? Trong 6 số trước đó. Trời ơi. Cho nên hôm nay chị sẽ hy sinh. Hy sinh gì vậy? Chị sẽ không diễn gì, chị sẽ ngồi coi tụi em diễn thôi. Ủa? Tụi em muốn diễn gì diễn, lát chị sẽ diễn lại. À, vậy là hôm nay là chị muốn tiếp chiêu tụi em đúng không? Tiếp chiêu tụi em. Với lại đợt trước em ngu ngục à. Em nói là em diễn nét của chị, mà nét của chị cực quá, diễn mệt quá. Đúng. Ngày hôm nay em muốn theo đội chị. Hai đứa cam. Hai đứa mình màu cam, mình phải kiếm đứa nào đừng có cam cho nó cân bằng lại. Đúng rồi. Phi Phi qua đây Phi. Ủa, giờ mình được diễn sao hả? Cân bằng cái đội hình nó nhẹ nhàng. Ủa đội nó chết lặng vậy. Đội bên này cảm giác như ba chú lính chì vậy đó. Bây giờ ba đứa diễn bất cứ cái gì, ba đứa chị sẽ nền nã đi theo, được không? Ok, ok. Hợp lý. Hơi căng chị ạ. Sao căng, tụi em diễn trước mà. Nhưng không sao. Cơ hội của chúng ta đã đến. Đúng. Tiếp chiêu đi. Cho chi. Trời đất ơi. Em. Trời ơi. Trời ơi. Không? Trời ơi, thôi chớ mày chưa. Trời ơi. Về diễn như vậy mà ai mà diễn. Hồi nãy giờ nhớ nha, từ đây qua đây. Đó. Đó, múa. Rồi. Trời ơi, múa quá. Đó, múa quá. Trời ơi. Đây là cái đèn thần trong truyền thuyết. Ta chỉ cần chà vào mông thì ông thần đèn sẽ xuất hiện. Được thôi, để cho ta một giai điệu nhạc nào. Tiếng gì đó? Lại 4 cái, 5 cái. Chết, cái này khó nè. Trời ơi, diễn vậy sao ta diễn? Sao lộn lại được vậy, ai vậy? Ta chính là thần đèn đây. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thần đèn. Đúng. Xạo, cho ngươi đi vô. Trời ơi. Lộn kìa. Chết rồi. Ta chưa vô được à? Chưa, đang lăn vô. Nó chưa mệt. Ôi là trời, giống đòn xiết quá. Đúng là đòn xạo sự. Thân đen mặc đồ gì mà hay ghê. Thân đen xuất hiện đi. Trời ơi. Ôi à. Sao nó không thổi mà nó diễn không vậy? Không thổi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ta chính là thần đèn. Ngươi là thần đèn. Đúng. Tại sao mặc đồ như shipper vậy? Biến nhanh quá không kịp mặc hết đồ. Đồ xạo sự ta không tin, đi vô tiếp đi. Ổng là thần đèn chứ. Thôi bỏ đi. Lăn thì lăn hoài. Ta chính là thần đèn đây.
Nếu là thần, chị Thi hãy làm phép đi. Trời ơi! Trời à! Ê, ê, không đi vô không? Ta làm liền. Thôi thôi, lại đi. Tí xỉu dần thìn ngọ mùi. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè. Mặt trời ơi! Hãy biến đi, mang sự tăm tối tới đây. Tí sủ dần mẹo thình tự ngọ mùi, cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu thì cháu không ngốc nha. Trời ơi, nó ngồi cái tướng khó kìa. Ngươi tin ta chưa? Thần đen, sao ông biến thành con chim cánh cụt rồi? Mặt trời ơi, ánh sáng ơi, hãy tới lại đi. Trời ơi, hay quá thần đen ơi. Tin chưa? Tin rồi. Vậy thì từ bây giờ, ta chính là chủ nhân của ngươi đúng không? Trời ơi! Thần đèn đi không vậy? Đúng như vậy. Trời ơi! Trời ơi, chạy vòng nữa. Sao? Ủa, mấy đứa này nó nhiều sức quá ta. Đúng như vậy à? Đúng như vậy đó! Thần đèn ơi! Thật là tuyệt vời! Trời ơi! Diễn 12 con trâu nước. Thần đèn, ta đây. Vậy là ta có một điều ước đúng không? Đúng. Ngươi là chủ nhân của ta. Bây giờ ngươi muốn bất cứ điều gì trên thế gian này, ta đều đáp ứng cho ngươi được hết. Hay quá. Ta muốn bắt cóc công chúa. Mình là con người, mình sống thì có đức, có tâm. Ta là thần đèn tốt, mang lại tình yêu cho mọi người. Tự nhiên ra đây bắt ta bắt cóc một người là sao? Không phải. Vua của xứ sở này rất là ác. Họ rất là ép những người nghèo như ta. Vì vậy, ta muốn bắt cóc công chúa để làm con tin. Trời ơi! Ta giúp người. Ủa? Ta mệt quá rồi, ta giúp người luôn đi. Người không bắt cóc công chúa tới đây đúng không? Đúng vậy. Nếu vị vua đầy ác, ức hiếp dân lành, thì ta sẽ mang công chúa tới đây cho người. Tuyệt vời! Giông tố đâu? Kéo tới đi! Mang người đẹp nhất của xứ sở trong cung điện tới đây. Ôi! Nó múa cái gì vậy trời? Nước người ta có múa thiên nga. Thôi! Còn nước này công chúa múa dịch. Ngươi chính là người bắt cóc ta ra đây đúng không? Không! Hãy nhận lấy của ta. Bình tĩnh! Đau! Chết chưa? Ta làm sao chết được, ta là thần mà. Không à. Giới thiệu với người, ta chính là thần đèn. Còn đây chắc là Aladdin nè. Phải. Người đã kéo ta ra đây. Tại sao? Tại sao lại bắt cóc ta? Trời ơi. Được rồi, bây giờ người muốn khiêu chiến đúng không? Ủa, SEA Games hả mấy đứa? Ê, cái gì vậy? Ê, ê, công chúa ơi, người đừng làm vậy mà. Ê, công chúa ơi, đừng ra. Chết ta, công chúa ơi. Công chúa ơi, không được. Không được rồi. Trời ơi, ta là thần đèn. Ta muốn tất cả con người trên thế giới này phải yêu thương nhau. Không thể nào đuổi 3, 4, 5, 6, 7 vòng vật nhau như đô vật như vậy được. Đúng. Hỡi thần linh ơi, Umbala, hãy cho đôi tình nhân này yêu nhau đi. Công chúa à, muốn nhảy không? Nhảy. Đi. Nhớ lại. Hôn nhau đi. Trời ơi trời. Lần đầu tiên ta được hôn một nàng công chúa. Đã quá. Đã quá. Ủa. Ủa. Ta quên rồi. Ta quên rằng cái câu thần chú của ta, nếu hai người hôn nhau thì một người sẽ phải chết. Ta xin lỗi công chúa. Ông là thần mà, tôi biết ông sẽ có cách làm cho nó tỉnh lại. Đúng có không? Có cách nhưng mà cách này. Có cách. Trời ơi, trời ơi. Làm giống nha. Con xin ngươi, hãy cứu Aladdin. Vì sự đau đầu gối của ngươi, ta sẽ cứu chàng trai ấy. Aladdin ơi, tỉnh lại đi.
hết trời chàng. Aladdin ơi, né 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 ra mới cứu được. Né né ra. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ta phải hy sinh nụ hôn đầu đời của ta để cứu chàng trai này sao? Trong luật nó vậy. Không chịu, trong lúc diễn mà còn không chịu nữa. Trời ơi, sao ai lại ra cái luật này? Công chúa, cảm ơn nàng đã hôn ta, cho ta có thể tỉnh dậy. Ta hôn? Hả? Ta hôn đấy. Tại lời nguyền là. Ơi đâu ai lắc nói đâu mà tự nhiên la lên vậy? Ủa vậy hả? Ở công chúa hôn đấy. Em hôn. Đấy, con người là phải sống với nhau như thế này, phải có tình yêu sẽ xua tan được tất cả hận thù trên thế gian này. Cảm ơn thằng đèn. Hãy cưới nhau đi. Nhưng mà trước khi cưới ấy, ngươi phải giải thoát cho ta thì ta mới được tự do được. Giải thoát bằng cách nào? Đập cái đèn đúng không? Không. Cà vào mông lần nữa là ta đi à? Đúng rồi, cà vào mông lần nữa, để đây chút cho đội sau người ta làm nữa. Ừ. Cà vào mông. Ông hãy đi đi. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông, thần đèn. Cảm ơn ngươi. Ta đem lại tình yêu cho con. Chị thấy vậy nè, chị thấy là từ đó giờ mình diễn trước không mà các bạn diễn lại. Nhưng bây giờ là các bạn đã diễn quá tốt rồi cho nên là mình qua phần 2 luôn. Ok. Diễn lại để làm gì? Tại vì các bạn đã làm quá tốt rồi. Thôi nãy em nói Thuận Nguyễn là thôi cà một lần thôi, ra thì cà 3-4 lần lội muốn chết luôn à. Không, chị thấy vậy nè, là tại vì cái này là tiếp chiêu. Khi mà tụi em không có võ thì tụi chị đưa chiêu ra tụi em tiếp theo để tụi em học võ, còn giờ tụi em đã đai đen rồi. Không, chị không, quá rồi, quá. Quá hay quá. Quá. Còn chờ gì nữa? Các bạn ơi, chào đón mình đến phần 2 của Tiếp Chiêu đi. Chờ đi. Thì ra đây chính là chiếc đèn thần trong truyền thuyết. Cứ mỗi lần tra chiếc đèn này thì tất cả mọi người sẽ mệt. Được, chà thôi. Gì đây? Chà nhẹ vào mông. Trời ơi, ui dồi. Cái đầu ông đập trúng con nghe điện. Khối thịt này là ai? Khối thịt. Ta không giấu gì mọi người, ta chính là thần đèn. Đúng là thần đèn. Vừa xuất hiện ta đã nghe một tiếng va chạm cùng với đèn. Thần đèn đây sao? Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Dối gian, đi vô. Trời ơi, trời đất ơi, con đi giật. Thần đèn người ta xuất hiện là khói bay, đi như không nghe tiếng động. Thần đèn gì đó à, mầm sao mới lô vậy. Giàn dối. Ta phải kêu thần đèn thiệt ra thôi. Thần đèn ơi, ráng lần này nữa nha. Lần này nữa là hết rồi. Ôi. Vẫn là khối thịt đó. Thần đen. Búng cái giò ngồi vậy được không? Búng được không? Búng. Trời đất ơi, trời. Khủng khiếp. Ngoài biến này biến nọ, thần đèn còn có tiệc kêu quỷ diệt nữa. Vâng, đoàn xiếc Trung ương xin chào quý vị các bạn. Thần đèn. Đúng rồi, ta chính là thần đèn.
Tuyệt vời. Sao anh lại né em? Vậy hay à, sợ quá vậy? Phải vô thành một khối vậy nè. Ghê quá, sợ quá, diễn đùng đùng ghê quá. Ok, vô. Thần đen. Ôi, ôi, lần đầu tiên ta gặp một thần đen ăn mặc như shipper như vậy. Đúng rồi, ta chính là thần đen. Thần đen, vậy là ông có thật. Đúng, ta chính là thần đen. Quỳ xuống. Ta là chủ nhân của ngươi đây. Chủ nhân, ngươi muốn cái gì? Nếu ngươi là thần đen thật sự, ngươi thử biến quái cho ta coi đi, đừng nói không như vậy. Được rồi, ta sẽ làm đây. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sao mặt hoang mang vậy? Cậu mặt làm lung lay diễn viên vậy? Hãy làm phép đi. Chuyện nhỏ, ta chính là thần đen mà. Tí sủ dần mẹo thịnh tị ngõ mùi, cháu lên bà cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu thì cháu không khóc nha, không khóc nhà thì mặt trời đè nha. Tắt đèn. Trời ơi, thiệt là diệu kỳ. Ánh sáng đã biến mất, mặt trời đã không còn. Ủa cái này là cái gì anh? Không, tắt cái đấy là đi luôn. Nhiều đó đủ rồi. Ok, được, hợp lý. Tôi tin anh rồi, tôi tin anh rồi. Nhưng mà trước khi tin, chúng ta phải mở ánh sáng trang quà để thấy mặt của nhau mà diễn. Hỗ trợ. Có sự hỗ trợ đó. Cái đó là xin người ta. Dưới kia nó quan trọng lắm, nó không chịu là không lên. Ta là chủ nhân của ngươi. Dạ, chủ nhân. Ta đã giải cứu ngươi ra khỏi cây đèn đó. Dạ. Ta muốn ngươi giúp ta một việc. Việc gì ạ? À? Ta nghe nói là chưa, nó cứu ngươi. Còn thật sao? Thật vậy sao? Rồi chạy vòng xong rồi trả lời. Chạy vòng xong trả lời. Sao? Ủa mấy đứa này nó nhiều sức quá ta. Đúng như vậy à? Đúng như vậy đó. Là nói vừa chạy đúng không? À. Quên, mình quên quá. Ta là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân? Đúng. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta chạy đây. Diễn gì mà không có chút tâm lý gì vô chạy không? Diễn viên gì diễn yếu, xử lý gì kỳ. Để ta diễn có tâm lý đó Vân. Anh diễn không có tâm lý á. Trời ơi, đây đúng là thần đèn. Đây đúng là thần đèn. Đúng rồi, người ta nói gặp thần đèn sẽ mỏi chân lắm. Đây đúng là thần đèn. Đúng rồi, ta chính là thần đèn. Anh làm đèn. Thật đèn. Thần đèn mệt chưa? Mệt nha thần đèn, mệt nha, mệt. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt. Hồi nãy tao chạy có 2 vòng mà. Tâm lý sâu quá. Sâu quá. Không phải diễn cái mặt nó thật quá nên dừng lại nó không tiện. Ok. Chạy lại đi. Ok tôi. Mình chạy đúng 3 bước mình dừng nha. Ok. Đúng 3 bước để hợp lý đúng không? Hợp lý. Đúng rồi. Hey, dừng, trời ơi. Đúng là ngươi rồi. Đúng là ta. Mình bỏ qua những chuyện nhỏ đi. Đúng rồi. Mình vô lấy phép luôn đi. Giúp ta đi. Ta muốn ước. Ước. Ta ước. Ta ước. Ê, cái gì vậy? Ta muốn ước mơ. À, chứ ước không mơ. Phải là ước nhẹp. À, phải nói là ước mơ. Đúng. Được ước nhẹp thì gì nó dễ hơn. Ước mơ, ước mơ. Ước mơ của bé là gì? Ta muốn làm một điều gì đó có ích cho Vương quốc này. Ngươi có thể nào giúp ta bắt cóc công chúa được không? Không thể nào như vậy được. Là một người đàng hoàng và một người hết văn. Ngại hả? Là một người chính trực như thế này thì làm sao có thể bắt cóc người khác được chứ? Tại vì ngươi biết không? Chà, là vua. Vua cha rất gian ác. Vua cha luôn hành hạ những người nông dân nghèo khó. Ta muốn giúp đỡ những người dân đó bằng cách bắt công chúa tạo áp lực cho vua cha. À, như vậy chỉ là một kế hoạch mà thôi. Một kế hoạch thôi. Dạ thưa chủ nhân, tôi sẽ giúp người. Được. Hỡi dòng tôi, ta mưa dòng, hãy đem người con gái đẹp nhất tới đây. Hả? Ngươi, ngươi là người đem ta ra đây. Tại sao đang bắt cóc ta ra đây làm gì? Trời ơi. Ta đã lộn phép rồi. Phép thuật là biến công chúa. Tại sao biến đến cái con đuông dừa lùng tịt như thế này? Lùng tịt á? What? Ta đã giết ngươi vì ngươi bắt cóc ta. Chị giết em là chết luôn á. Rút đai giùm em cái. Đúng rồi. Trời ơi. Ngốc cái gì vậy? Cái gì vậy? Quyết.
thần mà cũng có quyết hả? À ha ha, ta giỡn thôi, làm gì có cái cục quyết sầm đế gì được chứ. Quyết sầm đế, ta là ông thần làm sao ta có thể chết được chứ. Ta đem ngươi tới đây là để gặp anh chàng này. Thì ra ngươi, ngươi là người bắt cóc ta. Ra đại lẽ lẽ lên, tại vì con điên vậy trời. Con này mới là người vòng nha. Người vòng không? Đúng rồi. Trời, không có một tâm lý diện. Mấy đứa nhớ nghe chưa? Mấy đứa nhớ nghe chưa? Nhớ tụi bay nha. Không một chút tâm lý nào. Đúng. Diễn vô tri. Tới đi tiếp chiêu, còn phải tới đi chạy bộ. Đúng rồi. Giờ lần sau là mấy đứa mình diễn trước. Đừng nói chuyện ngoài lời ạ. À. Vô diễn đi ạ. À. Vô diễn đi kia. Trời ơi, nó la chị kìa. Em phải chụp ngang chị nha. Chết chết chị Hương tôi ạ. Tôi thua, con chú mà đánh quá. Hương gì kỳ vậy? Chị em vô diễn cả lớp phối hợp mà chị bẻ cổ em. Thôi, đừng có đem thù hận đến trái đất này nữa. Tiên Đồng và Ngọc Nữ, hãy mang tình yêu thương đến cho mọi người đi nào. Em biết nhảy không? Biết. Nhảy. Hết giọng, hết giọng, tay xuống. Xuống luôn, đi luôn, đi qua anh. Vô trong luôn. Rồi, chị lên nha, xoay nha. Xoay. Ôi, cảnh này thật đẹp. Bé đừng đang đẹp. Này hỡi đôi trai tài gái sắc kia. Từ từ, chóng mặt quá. Này hỡi đôi trai tài gái sắc kia, hai người hãy trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đi nào. Ha ha, thiệt ha hê, thiệt ha hê á. Ôi, nụ hôn của ta với công chúa thật là... Diễn thêm vậy thôi. Diễn thêm này. Đám mệt mà. Về mới mệt nè. Trời. Ơi. Trời ơi. Con xin ngươi hãy cứu Aladdin. Trời ơi. À, tại sao? Tại sao ông gạt ta? Tại sao? Ta chỉ hù mình ta có một cái mà ta chết. Hoàng tử. Thả cái đầu xuống này nha. Thả cái đầu. Đập cái đầu em qua. Đó. Trời ơi, ta đã làm lộn phép rồi. Ôi, tráng sĩ đã chết. Ta sẽ dùng đôi môi gợi cảm nhất ba tư này để mà cứu cuộc đời chàng trai. Kêu cứu. Ta không giấu gì ngươi, kiếp trước ta chính là thần cá lau kiến. Ta chính là thần cá lau kiến. Để ta thủ cho. Trời ơi, chết luôn, không dậy được luôn. Hắn làm cương thi luôn rồi kìa. Trời ơi ghê vậy. Ôi, công chúa, cảm ơn nàng đã cứu ta. Dạ không, ta không khôn chàng. Có cá chùi kiến bên kia nó không đó. Trời ơi, thần môi. Đúng rồi. Vậy là thần đã cứu tôi, cảm ơn thần rất nhiều. Còn cô? Cái gì? Còn em. Ta hãy cùng yêu thương nhau, đừng để thù hận làm ảnh hưởng nữa. Đúng rồi. Vô đây làm chi cha? Ủa chứ đi đâu? Hai người yêu nhau phải trả tự do cho ta. Đúng rồi, bây giờ các người đã có đôi có cặp rồi. Hãy mau thả tự do cho ta đi nào. Ta phải làm gì? Ta phải đập bể cái bình này thì ngươi mới được tự do sao? Không. Lấy cái bình đó đập vô đầu ông thần, coi như hủy cái bình này thì ông thần sẽ không bao giờ làm lính của mình nữa. Để tôi giúp thần một đoạn, mình diễn luôn nha. Thần sắp được tự do phải vui lên. Tôi sẽ giúp thần. Chưa chúng xạo xạo chứ chưa nha. Thần lố quá thần ơi. Diễn lại cho nó đúng với người ta coi nè. Mà có đập đầu đâu. Mình phải diễn hơn người ta. Cho tiếng đập đổ vỡ nha. Ta sẽ cứu ngươi. Yeah. À. Cái gì đấy? Ốc quá. Trời ơi, chỉ cái miếng mà dơ mà dũng chứ sao. Hãy cùng trở về kiến thiết lại quê hương thôi. Thần ơi, ghê quá.
chị diễn lại chị thấy sướng hơn tại mình không có cần nghĩ ra. Ủa mà sao hồi nãy chị đeo cây kiếm này không có đúng rắc coi đúng vậy? Đúng rồi, chị giới mà chị giới không tới. Hồi nãy người ta đeo tới đây rồi. Nam em nó dài, chị chọt lấy hoài không ra luôn, nó vướng em. Bây giờ mình qua vòng 2 nha được không chị? Không, Lâm em phải nói làm lại vai của Khoa em thấy như thế nào? Em thấy bị mệt nha, tại vì á chạy ra chạy vô cứ tưởng là bên xiết không á. Phải có hành động, phải nhào lộn như vậy mới ra thần đèn. Lộn như vậy là còn nhẹ đấy. Gian dối. Mà ban đầu Phi á, Phi tưởng là bắt được Thuận Nguyễn là ok. Nhưng mà cuối cùng cái vai mệt nhất, mồ hôi mồ kê đổ quá trời luôn. Cực lắm nha Thuận, mốt diễn thiết chế là em bị mà diễn có thiết chế gì đó. Không có, tại chị kia kêu em làm vậy đó. Vậy hả? Dạ. Thôi thì mệt rồi, cực rồi, mình phải vô mình chiêm nghiệm lại. Và quý vị ơi đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút với Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Và ở vòng 2 này khá là gay cấn nha. Mắc cười à? Cái đó chưa biết. Tùy, cái đó tùy. Lý do là diễn viên kịch nói bây giờ cái game này không có cho nói nhiều. À, bây giờ mệt. Nhớ rồi. Ở sân diễn mà không cho nói. Không cho nói sao cười. Ba chữ thôi. Căng à nha. Là nói gì nói chỉ được đúng ba từ mà phải có lý rồi chị. Có lý nha. Phải có lý. Hợp vô tình huống. À. Ví dụ giờ hai đứa mình là hai chị em nè. Dạ. Đi buôn bán hàng, live stream online nè. Đồ đẹp không? Đồ hơi đẹp. Giá bao nhiêu? 30.000. Ê bà kia. Mặc qua đi. Đang dễ thương à. Hai chị em thiệt tình luôn. Kêu là ê bà kia. Rồi đó, hai chị em tôi ví dụ rồi đó. Ví dụ rồi. Bây giờ bắt cặp đi. Anh Lâm ơi. Gì? Bắt cặp em. Ủa sao em sợ con bé này mà nó đu em hoài vậy ta? Ok. Ok, rồi quá. Rồi chị Hương chọn. Chị hỏi cho tụi em chọn chứ, mất công tụi em nói chị lộng. Trời ơi trời, trời chị nói gì tội tụi em quá. Vòng vừa nãy nhìn anh lộn ra em thương anh lắm luôn. Ủa vậy hả? Thật sự. Ok, em với Khoa chị ơi. Dạ. Chị là hai chị em mình. Nhưng mà hai người không được diễn vợ chồng nữa nha. Tại cái số chị là phải lấy trai đẹp. Chị đâu có chọn Thuận đâu. Phải em chọn chị không? Đúng rồi em chọn chị mà. Em khẳng định trên sóng đi. Mình chọn chị. Đó thấy chưa. Còn bên kia là đội thủy thủ nha. Diễn là dông bùm ra là ra khơi luôn đó. Rồi bây giờ đội dông bùm diễn trước luôn đi. Tình huống là gì? Tình huống là ra khơi bắt cá. Ra khơi bắt cá. Em về chợ bán. Ok được luôn. Nhưng mà hai vợ chồng hay sao? Hai vợ chồng thì hai vợ chồng hả? Ok. Rồi vô. Rồi mời hai vợ chồng. Đúng không? Cho miếng gió biển được không ạ? Trời đi biển kìa. Hai đứa tấn lên đây đi, tấn lên đây cho dễ thấy. Anh làm xích lên xíu lên. Biển to quá. Biển to quá là cái gì? Gió lớn quá. Chị ơi là biển to quá, bé chẳng dám tắm đâu. Em định vô bài hát. Em phải kiếm lời thoại của em chứ, em mượn bài hát của người ta. Mà hai ba bài hết được phẩm. Mình ăn gian à? Gian. Giờ sao nữa? Đi vô bờ. Đúng rồi đó. Trời ơi, đi phẩm ngắn vậy? À, vô bờ là hết kịch bản luôn hả? Ôi vợ ơi. Em nghe đây. Cá quá nhiều. Vì diễn mà vừa tính quá. Đem đi bán. Chưa được bán. Đem về kho. Đúng mà, cá bán được thì đem về kho hợp lý. Anh sao vậy? Mình nhảy xuống. Lưới cá lên. Ok nhé. Nhảy đi em. Cho tiếng tẩm. 3, 2, 1. Bơi chó đi. Bơi đi đâu? Ra biển khơi. Bắt cá gì? Ôi cá trê. Cá trê nào ngoài biển? Ngoài biển nào có cá trê, phải nói. Đúng rồi, cái này cũng hợp lý. Ôi sò lông. Ôi hào biển. Ôi con sứa. Rồi bắt nguyên cái biển hay vậy? Ôi chồng ơi. Vì giá mình. Vì giá mình. Vì giá mình là gì? Gì đó em. Đi về thôi. Ok nhé. Ủa sao cứ ra biển lại vào, ra lại vào thế nhỉ? Trúng mánh rồi. Đem đi bán. Bao nhiêu tiền? 200.000. Không được đâu. Tại sao vậy? Phải lên giá. Không ai diễn viên mà. Tỉnh, tỉnh. Mày có tâm lý, tâm lý. Không tâm lý, không biểu diễn. Chỉ đứng đếm. Không đếm chỉ không được.
nàng tiên cá. Không đến gì không được. Đâu đây vậy? Con Long Dương. Bị ảo hả? Trời, diễn vô tri dễ sợ luôn á. Khẳng định đó là nàng tiên cá con Long Dương. Mà con bé ở đây không hiểu. Diễn như mày diễn được luôn Lâm. Vô kịch bản. Giờ làm sao? Bắt nó về. Đem đi đâu? Vô bảo tàng. Ai mà diễn mà 1, 2, 3 hoài vậy Lâm? Ai diễn mà vô bảo tàng? Vô bảo tàng. Cái tay, cái tay. Muốn vô bảo tàng mà bên kia không chịu về không? Đi tiếp em, ra biển. Đi về thôi. Ủa gì kỳ? Khoan đã nha. Hơi thiếu thiếu. Thiếu cái gì? Chốt giá nha. 3 tỷ 9. Đồng ý luôn. Yeah. Còn có hai chồng nữa kìa. Ok. À, tôi biết bài của anh Lâm rồi. Ảnh quạt náo rất tốt. Nhưng bây giờ kêu nói gọn lại là ảnh sượng liền. Đứng đếm. Đếm liền. Không đếm là diễn không được. Chết luôn rồi. Nhưng mà vô đây mới thấy được tài năng của nam em. Gọn gàng vô câu chuyện luôn. Nè, coi cặp này nè. Vợ chồng nè. Không. Không vợ chồng nữa. Anh Cấm chị làm vợ chồng rồi. Giờ mình làm tình nhân. Ok. Phi Công ơi. Máy bay à? Đi xem tranh. Thật không á? Thật vậy mà. Vậy thì đi. Chỗ bán tranh. Chanh đen thui. Ô, chanh đen thui 4 cái. Không được ô hả? Không được ô. Chanh đen thui. Không có mua. Chanh này sao? Không có thần. Còn chanh này? Hơi tảnh tảnh. Bước cuối cùng. Chanh đây sao? Phi Công ơi, ý anh sao? Mua chanh khác. Lại lần nữa. Chanh đen thui. Lại phải chùi. Đừng đập chanh. Xé tấm này. Xé thiệt á? Giờ xé nha. Xin tự trọng. Tiếp tấm này. Hơi tảnh tảnh. Mặt ngơ ngơ. Nhưng mà xinh. Ai đẹp hơn? Em đẹp hơn. I love you. Love you too. Mua tấm này. Tranh biếm họa. Ông họa sĩ vẽ lố tai, môi như bơm, mũi như sữa, mắt như cắt, cầm có tim, theo chân mày. Thôi đi mà. Không nên mua. Xài phí tiền. Hai đứa mình đi nghỉ dưỡng. Bài tranh nhé. Tổng giám đốc. Tôi chào anh. Bắt tay nha. Đến làm gì? Đến có việc. Việc gì ta? Chuyện vợ tôi. Cổ làm chi? Đã ngoại tình. Tan nát lòng. Tôi mực lắm. Ngoại với ai? Ngoại với ai? Ngoại với ai? Ngoại với ai? Thoại vô tri. Nhưng tôi hiểu. Các bạn diễn cứu. À, cứu. Chứ không phải như bên này. Không ai cứu em. Thông cảm nhé. Bị tắc tiếng. Tôi hiểu mà. Kể chuyện đi. Ngày hôm đấy. Rồi sao ta? Trời có mưa. Lạnh lẽo ghê. Sau đó nắng. Nóng nực ha. Rồi lại mưa. Chưa thấy ngoại. Tôi đi làm. Thì thấy vợ ôm người lạ. Trời đất ơi. Rồi tính sao? Tôi quá đẹp. Quần gian dối. Tôi quá giàu. Cũng hợp lý. Vậy tại sao vợ tôi lại ôm Thuận Nguyễn? Đúng như vậy. Tại nó cao. Tại nó trắng. Còn chú đen. Đời chú bạc. Buồn thật chứ. Tôi đi đây. Ủa gì kỳ vậy? Hãng đôi. Thôi đừng buồn. Tôi quay lại. Kịch vô tri.
không ý nghĩa. Đúng rồi. Đi tìm Thuận. Đúng như vậy. Chuyện gì đó? Chào anh Thuận. Tôi chào anh. Đụng ai tên? Tôi không có. Anh là ai? Tôi là chồng. Tôi vợ ổng, không phải vợ ông. Anh đã lầm. Anh đã lầm. Đúng như vậy. Tôi đã lầm. Tôi xin lỗi Thuận Nguyễn à. Tôi đã nhầm. Vì vợ tôi cũng tên Hương. Tôi xin lỗi. Đúng vậy đó. Xin lỗi rồi. Đi về đi. Đi về đi. Bắt tay nào. Tạm biệt nhé. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại. Cảm ơn ạ. Mình đi thôi. Đi được rồi. Mừng quá đi. Đi ba lần mới nghe được. Đúng như vậy. Và mình phải thông cảm cho cái người mà khi mà họ ghen tu là mà họ mất nhận thức á. Dạ. Đúng không? Đúng rồi, cảm giác khi mà vợ mình ngoại tình là mình phải tước năm đầu đây cứ dặn từng chữ, mỗi giờ là dặn được ba chữ chị ạ. Ai biểu em chọn tình huống gây lộn, chi gây lộn là rất là khó. Theo chị cái này là cái gì đó nên yêu thương thì nó sẽ dễ vuốt và mướt với nhau hơn. Và sau khi rút kinh nghiệm của vòng này thì vòng sau sáu đứa mình sẽ hợp lại làm cái gì đó nhẹ nhàng lại. Đúng rồi chị ơi. Mướt mát lại. Quý vị đừng ra màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với tiếp chiêu đi. Chờ chi. Quá hay luôn. Đây nè. Nè nè. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Trời ơi, xuất sắc chưa? Đúng rồi, phụ mình bên yoga mà đưa cho mình cục tạ nặng thế. Hãy chụp. Hãy chụp nha Thuận. Hãy chụp Thuận. Ngồi đi. Hay quá. Trời ơi. Công nhận cái công ty này thiệt đó. Lát mà nó đuối nó lạ rớt xuống kịch chết rồi. Trời ơi. Hay quá. Cái phòng tập này là giờ đang là số 1 nha. Không có số 1 chị. Em thấy là tất cả BT vô đây đều là có ngoại hình hết. Nhưng mà tại sao bạn khoa mạc này không có ngoại hình mà chị vẫn tiễn vô vậy? Trời ơi, yoga em, bạn nó làm nhiều cái động tác quái vật lắm. Đúng nhiều rồi. Cái chân này nè, em ngoéo luôn cái đầu luôn luôn. Dạ. Em ra làm, ra làm đi qua. Sao cái nhạc kỳ vậy? Đó, hay chưa? Để lên luôn. Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Hay quá, đúng là thầy, đúng. Chị phải kiểu như khen thưởng tụi em. Bao nhiêu khách vô đây tập từ cái body mà mập như hoàng mập vậy đó mà bây giờ đẹp nơi đẹp luôn. Thiệt. Chị nói là em không, tụi em không dám nói gì nữa. Nói mà em mắc cười mà xì nước mũi luôn á. Mọi người có nhớ những ngày đầu tiên anh Hoàng bước vô phòng mình không? Anh bước tới đâu là nứt sàn tới đó. Ảnh là lúc mới bước vô như cái băm vậy. Trời ơi. Bây giờ ảnh xuống đẹp lắm luôn em. Bởi vì cái phòng gym của mình bây giờ nổi tiếng. Khoa ơi, bây giờ là cái phòng tập yoga của em đó mới làm mới lại hết luôn, em vô em coi coi. Thuận em cũng vô lên coi cái phòng của em luôn nha. Dạ em vô luôn nha chị. Không, em cái nhiệm vụ của em là cái gương mặt của đây luôn mà. Dạ, ủa là em hả chị? Trời ơi, tại vì ông khách này là khách VIP. Cái gói của ổng là tập trọn đời. Dạ, nha, dạ. Đây, khách VIP đây. Dạ. Đó. Trời ơi, chào anh Hoàng. Không có mập. Ê, chào chị. Dạ. Tôi tới đây để đăng ký tập, tôi có liên hệ với lại bên công ty mình trước rồi. Dạ có, dạ ký hợp đồng hết trơn là gửi lên mail cho anh ký hồi đáp rồi đó. Dạ đây là PT. Ồ, dạ, chào số anh. 1 của phòng tập này. Dạ em chào anh. Anh tên gì? Dạ em tên là Jimmy Lâm. Tên nghe líu lo ha. Jimmy Lâm. Thật ra tôi có nghe một người bạn của tôi nói là phòng tập này tập rất tốt cho nên tôi cố tình tới đây. Mọi người có biết anh Hoàng Mập không? Ủa là Hoàng Mập giới thiệu qua nè. Bạn thân của tôi. Ở nhà anh tập rất nhiều, anh xuống cân liên tục. Anh nói bên đây thiết bị rất tốt. Và tôi tin. Anh muốn theo body fitness hay là building? Tôi bị ít ăn, tôi muốn tập cho mệt mỏi, đói. Tôi muốn ăn nhiều. Dạ mình qua trung tâm dinh dưỡng giùm em ạ. Bên đó không được. Không được. Tôi muốn ăn uống theo kiểu là mình luyện tập, mình mất sức và mình thèm ăn. Tôi muốn như vậy. Anh giúp giùm tôi nhé. Dạ, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Thấy ghê chưa? Dạ. Em hứa với anh là sau 3 tháng body của anh sẽ có một cái sự cải thiện đáng kể.
Anh muốn bao nhiêu muối? Tôi muốn một hũ. Một hũ muối. Đúng. Ngoài cái anh này ra còn có hai anh PT nó cũng số 1 ở đây luôn. Tôi sẽ mời mấy anh ra giới thiệu. Đây. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ không biết hôm nay là anh đến đây là anh tập về gì ạ? Tôi sẽ tập ở một ngày khác. Còn bây giờ tôi muốn hỏi là phòng tập của mình chỉ là tập cho trai vậy không hả? Còn những cô gái có tới đây tập không ạ? Dạ có chứ. Trời, tôi muốn tập chung với mấy cô gái đó. Nghe nói ở đây mấy cô gái tới tập ai cũng dễ thương đúng không? Có, nhưng mà thôi giờ khoan đi. Trước tiên là mời anh đi tham quan một vòng. Mời đây. Anh mời anh đi hướng. Để tôi dẫn anh đi cái phòng dẫn. Yoga của tôi. Trời, đi. Phòng mới làm xong. Đi. Dẫn đi một vòng vô cái ba cảnh hưởng thụ luôn nha. Ôi, phòng yoga đẹp quá. Trang PT, long time no see. Yeah. Hôm nay sức khỏe em như thế nào? Em rất khỏe ạ. Em đang bị cảm hay sao mà mặc áo khoác gì cưng? Dạ không, tại vì dạo này mở hơi nhiều nên mặc cho mồ hôi nó ra. Vậy bây giờ em đã sẵn sàng nên chúng ta học ngày hôm nay chưa? Dạ vâng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học quát mông. Thì anh thấy cái vòng ba của em nó hơi bị yếu một miếng thôi. Bây giờ mình sẽ tập trung và làm cái vòng ba mình đầy đặn hơn, hấp dẫn hơn. Dạ, dạ. Ai dục rác đây vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai? Ủa chị hả? Chị. Dạ, sao chị giục gì ra vậy? Rồi có cái dây đó đi băng vô đùi cái mình tập squat cho cái mông lên á. Dạ. Chị nghe hết, chị coi camera chị thấy em thiếu dây đúng không? Trời hay quá, cảm ơn chị. Dạ. Nghe nói cái dây này là phải chọn. Đúng rồi, mình khởi động trước đi bé ơi, khởi động đi nè. Khởi động trước hả? 3, 2, 1, vô. Vô, nhảy lên. Vô. Giống aerobic quá vậy? Đúng rồi, nhảy khởi động cho nóng người em ơi. Ok. Quay đùi em ơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ. Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, hai chân nhẹ xuống, đẩy xuống. Đẩy xuống, thẳng lưng nè, em phải thẳng lưng. Cho anh xin phép đụng vô người em được không? Được. À, được hả? Thẳng lưng nha. Vòng ba đưa lên nha. Xích ra miếng. Đúng rồi. Ok. Rồi, xuống em ơi, xuống chân. Thẳng đúng rồi, xuống. Đúng rồi. Một. Hít đều thở ra nha. Lên. Đúng rồi. Xuống. Đúng rồi. Cái tay. Lên. Cái tay. Thì ra em lén lút bỏ nhà đi vào mỗi buổi chiều rồi trở về ướt đẫm mồ hôi là để làm những chuyện khó coi như vậy à? Ủa, anh là? Tôi chính là người yêu của Nếp. Ủa gì vậy? Anh đi đâu mà theo dõi tôi hoài vậy hả? Từ đó tới giờ tôi quen anh là anh tới ngày đi theo tôi hoài luôn. Anh không để cho tôi một chút tự do nào hết vậy hả? Cô nói cô thương tôi. Vậy mà cô để cho người đàn ông đó dùng những ngón tay thô thiển mà... Anh xứng đáng được như vậy. Anh có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu đó là sự tôn trọng, là tin tưởng, chứ không phải tới ngày theo dõi, quan sát, rồi ghen tuông. Nếu không theo dõi thì làm sao thấy được cảnh này? Cô và anh Michael Moy bên kia thao tác những động tác vô cùng. Anh ơi, mình đang thao tác với nhau mà anh chạy đâu vậy? Không phải, cô gái đó là bạn gái tôi. Anh này, cái anh PT này tôi thấy rõ ràng cái... Chị ơi, cứu em chị ơi. Không, yên tâm đi, chị boxing mà. Trời ơi, chị ơi, đổ dầu vào lửa nữa. Chị ơi, chị mình là chủ mà. Bình tĩnh. Có chuyện gì? Trung tâm của chị lớn mà tại sao cái anh đó? Bây tôi hỏi một câu nè, anh là gì của cô ta? Đúng. Tôi là chồng sắp cưới của cô gái đó. Nè, nghe nè, sắp cưới chứ không phải là đang chồng đương thời. Anh tưởng anh giàu cũng vô la gì la, anh bình tĩnh anh nghe người ta nói nè. Người ta vô tập thể thao thôi, anh làm gì la làm sầm. Bây giờ anh muốn nói cái gì nói cho đàng hoàng coi. Anh không có nhúng. Nhưng mà tôi thấy cái anh không đó, có cà lâm. Cái anh đó, cái lúc mà anh tập cho bạn gái tôi, anh động tác tay mà cái môi của anh rung lên nhìn vô cùng râm rục. Nhìn ánh mắt tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao em lại làm như vậy? Tôi đã đọc hết tất cả tin nhắn trong điện thoại em rồi. Tôi đọc hết rồi. Có PT nào mà hỏi em ăn chưa? Ăn gì vậy? Có mệt không? PT nào? PT nào mà không hỏi như thế? Đúng rồi. Đúng rồi. Công việc của em mà. Bây giờ tập cho anh thì cũng phải hỏi là anh ăn uống thế nào. Chế độ ăn uống nó ảnh hưởng tới cái tập rất là nhiều. Ba người đều nghĩ là chuyện nhắn tin cho bạn gái tôi là chuyện bình thường hả? Không, sắp tới tụi em cũng nhắn tin cho anh vậy đó. Anh ăn gì chưa?
Anh ơi anh dậy ăn đi. Đánh anh răng ơi, xong rồi ăn đi anh. Anh ơi ngủ đúng giờ nữa. Bà Phần Anh, anh là cái gì vậy? Hiểu không? Ủa không thể nào được. BT là làm gì có cái chức năng đó. Cái đó là của bạn trai. Người ta lo lắng cho người yêu. Không, tụi em phải hỗ trợ về cái việc mà ăn uống của khách hàng luôn. Cho nên là tụi em phải nhắn tin thường xuyên như vậy đó. Tôi không tin, tôi không tin. Đồ gian dối. Cô phải trả giá những gì cô làm. Cô phản bội tôi. Ủa cô... tại sao? Tại sao phải trả giá? Không có gì phải trả giá hết á. Lần này đi, tôi nghe nè. Bình tĩnh. Mình là người giàu có. Mình là người có trí thức chứ không phải vô tri. Ta nói đúng rồi. Nè bây giờ anh không có tin tụi tôi đây là tôi là một cái người phụ nữ đại diện đây. Ha. Tập thể thao thì phải có sự va chạm. Ví dụ như anh sai, ví dụ anh khum người xuống đi như hồi nãy, thấy không? Anh sai thì tôi xin phép anh để tôi vịnh vào để chỉnh cho nó đẹp. Tay cô, đôi bàn tay hư hỏng. Hư hỏng đâu mà hư hỏng? Hư hỏng tôi nào? Cô gài tôi giữa bốn người mà cô còn gài tôi. Trời đất ơi, bốn rồi tập riêng với cô còn đối xử với tôi như thế nào trời nữa? Vậy anh ra đứng giữa đây nè. Anh lần đầu tiên, lần đầu tiên như phòng tập đúng không? Tôi ít tập nhưng mà tôi không phải là bị ngu, tôi biết. Không phải ít tập, anh chưa bao giờ tập, có đúng không? Tôi cũng tập nhiều lắm. Tập ở đâu? Ở nhà tôi tập tại gia mà, tôi tập với anh Hoàng Mập đó. Trời đất ơi, nói nghe nè anh ơi, anh phải vô đây và ta có chế độ ăn uống nè, chế độ tập, cái đó là cái điều rất là bình thường. Vậy là BT ai cũng phải nhắn tin lo lắng cho cái người mà mình tập chung như vậy hả? Dạ đúng rồi. Nhắn cái đó là bình thường chứ không có tình cảm gì hết anh. Anh thề đi, anh thề nói láo anh bị xuống cơ đi. Tôi thề nói láo bị xuống cơ. Tôi thề luôn, tôi nói láo tôi xuống cơ. Vô lý. Tôi thề với anh, nếu mà tôi nói láo anh là tôi không còn cao và đẹp như vậy nữa. Trời. Xí nghiệp bên mình toàn thề mấy câu ép không. Anh thề đi. Tôi thề nếu tôi nói láo tôi bị xuống cái môi. Thấy chưa? Tôi tin đôi môi này. Thầy đọc không? Đó bây giờ anh tin tụi tôi chưa? Có nghĩa là tập thể thao đó là như vậy. Vậy là không có. Dạ không có, tụi em là xin phép trước rồi. Đúng không em? Đây là một cái ô mà cổ là khách VIP. Nhưng mà cổ cũng là một cái người mà để cho khi mà chúng tôi tập cho cổ mà cổ được đẹp lên là đây là vinh hạnh của chúng tôi luôn. Vì tôi biết là cổ sẽ sắp sẽ dự một cái cuộc thi rất là lớn. Mà quan trọng nha, tôi là những người tập đàng hoàng một cái phòng tập chuyên nghiệp. Anh phải hiểu được bạn gái mình chứ không phải sồn sồn vô gây lộn vậy. Nói cho bạn trai em hiểu cái vấn đề mà em tới đây tập như thế nào đi. Thôi được rồi. Để lấy uy tín cho công ty chị. Những chuyện này có thể là do tôi sai. Sai luôn rồi chứ có thể gì nữa. Anh trai à, khi anh có vợ anh sẽ biết. Không, thật sự bình thường tôi gặp yoga là tính tôi nó mát và dịu dàng lắm. Nhưng gặp anh thấy nóng lắm. Sai là sai rồi. Thì sai thì mình sửa. Đúng rồi. Mình xin lỗi rồi. Cuộc đời ai mà không phải sai đúng không? Dạ. Anh xin lỗi đi. Em à, dưới sự giám sát của các anh MBT, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hãy tha thứ cho anh. Cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thậm chí anh có thể đi tập cùng em cũng được. Bỏ qua cho anh nha anh em. Không. Ủa sao vậy anh em? Cái nết tôi là không. Ai cũng có chuyện sai mà em. Anh sao không bao giờ theo dõi em. Không bao giờ làm mất riêng tư của em nữa. Anh là đang gọi là chiếm hữu chứ không phải là tình yêu. Tình yêu là sự tha thứ, là sự bao dung, là thấu hiểu, là nghĩ cho người yêu mình tốt hơn, chứ không phải là ràng buộc người yêu mình để người yêu mình lúc nào cũng cảm thấy lại bị theo dõi và không tin tưởng. Anh biết không, tình cảm mà không tin nhau á khó bền lắm. Mà em thấy á, anh đã không tin rồi á, thì bây giờ có tiếp tục cái mối quan hệ nó cũng không có đi tới đâu á. Em nghĩ đây là bài học đáng nhớ của anh để anh với người phụ nữ tiếp theo sẽ có một cuộc sống tốt. Còn em sẽ đi tìm tương lai mới cho em. Bởi vì đối với em, niềm tin đã mất thì em sẽ không ở lại. Trời ơi, đâu rồi? Đâu? Đừng chạy theo. Cho ta có khoảng không. Anh ổn không? Ổn. Bình thường mà, đi tập thể dục bị chia tay là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu còn buồn. Thôi được rồi, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ cho mọi người biết là tôi sẽ thay đổi, tôi không bao giờ nóng tính như vậy nữa. Tôi sai rồi, anh đi năn nỉ nhẹ dần lên. Nói nhẹ đi, tôi sai rồi. Trời, cái nết vậy nó bỏ là phải rồi. Nam em, cảm xúc của em. Em thấy vô cái kịch này giống như là em được giải tỏa cái những cái tiếng lòng bên trong của em về tình yêu á. Vậy là nãy nói thiệt luôn hả? Tâm lý thiệt luôn hả? Tâm lý thiệt luôn á. Không hiểu sao tự nhiên ức chế. Mà nhìn ổng đúng thấy ghét luôn. Đúng kiểu trẻ trâu, không biết điều, miệng hôi sữa. Ui. Em còn trẻ quá mà. Em nghĩ sao? Thuận Nguyễn cũng hợp quá kìa hai đứa thiệt. Ủa mình đang quen chương trình mà. Trời ơi, nhắc tới Thuận Nguyễn cái vậy á. Trời bé nó phải lớn kìa. Ngon lành. Anh Lâm, anh Lâm thấy sao? Ngày hôm nay em thấy là tất cả các giai đều làm tròn hết luôn á. Ai cũng như là vừa cái khuôn luôn á. Và tiêu phẩm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tiếp chưa đi chờ chi.
chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Medicine Media Group thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Tiếp Chương Trình Chào Chi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Medicine Media Group thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay chị sẽ không diễn trước, chị sẽ diễn sau để tụi em diễn trước, tụi em diễn nhẹ rồi. Giờ ai ngồi sau với chị? Em. Okay. Em chọn chị. Rồi. Bé hả? Hả? Quanh ra ngõ hẹp. Ủa làm gì quanh ra ngõ hẹp em? Dính như mày à, sợ đổi phi qua bển đi. À, hồi em, đây. Em muốn đi với chị để qua đây đi phi. Thử lửa với nam em một lần. Phi. Thử mấy cái rồi. Thử lửa với nam em một rồi, lần. Lâm qua đây. Không biết tập không cho. Biết tập ở dưới không. Thấy chưa, anh Lâm ơi, điểm sáng của chương trình là cái thuyền này nè. Cái nét quạo lúc nào cũng phải đi với nhau ấy nhở. Dễ thương mà nam em. Dạ thì em giỡn thôi mà. Cho tình huống đi. Em diễn Bạch Tuyết, còn đây là gì? Phù thủy. Vậy thì em hoàng tử. Đâu? Em sinh ra đã có cốt hoàng tử rồi. Hả? Cốt dừa hay cốt gì đó chị ơi? Cốt dừa là dừa nào? Dắt không ra được miếng dừa luôn. Nam em nói dắt không ra được miếng cốt dừa luôn kìa. Vì em đâu phải là cốt dừa, em là cốt hoàng tử mà. Chờ gì nữa, phần 1 của chúng tôi sẽ là Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Cô Thủy hả? Cô Thủy đi ra như công chúa hả? Ghê quá. Không cần hóa trang luôn. Hả? Vậy là công chúa hay cô Thủy? Cúc cù, cúc cù cù cù, cúc cù cù cù. Chim rừng ca trong nắng. Im nghe, ve rừng kêu liên miên. À, các con hỏi cái gì? À, các con hỏi ta tên gì đúng không? Không giấu gì các con, ta tên là Thủy. Hoặc. Sao, các con nói gì? Thu Thủy hả? Sai, sai, sai. Không giấu gì, ta chính là Phù Thủy. Hôm qua, ta ngồi ngay trước gương thần, ta mới hỏi rằng gương kia ngự ở trên đường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Thế gian ai đẹp được dường như ta. Đứa nào ói gì? Đứa nào? Đứa nào ói vậy? Gương bèn trả lời, trong đây có con Bạch Tuyết, nó đẹp hơn ta. Người dám đẹp hơn ta, người sẽ chết với ta. Cái gì? Ôi, dường như ta nghe tiếng Bạch Tuyết tới đây. Ta phải núp thôi. Ôi, khu vườn của tôi. Chào con gái. Ôi. Chào bà cụ. Ta là bà cụ, ta núp ở trong đây. Ta nghe được tiếng thảnh thoát của con. Sao con hát hay quá vậy? Dạ, giọng hát bẩm sinh. À, không biết con làm nghề gì? Con là Bạch Tuyết. Con là Bạch Tuyết à? Con à, ta có rất là nhiều thứ. Vàng, dòng, rá, xi men, tất cả mọi thứ ta đều có hết. Bây giờ con hãy làm cho ta vui đi, rồi tất cả cái gì con muốn ta sẽ đáp ứng cho con. Vậy bây giờ bà muốn con làm gì? Nghe nói con ở trong đoàn xiếc ra đúng không? Dạ. Vậy bây giờ con hãy làm cái gì khó khó đi. Con biết uống bánh xe. Uống bánh xe? Hay quá. Con làm đi con. Con làm đây. Ây cha.
ghê vậy? Ủa rồi khó chưa con? Dạ khó hơn. Có cái gì mà khó hơn nữa không? À, khó hơn à? À, tôi sẽ bật xa, ai bật xa hơn tôi thì người đó thắng. Đó. Thôi tiết mục cũng khá khá mắc cười. Thôi không có ai cười hết nha. Hồi nãy ta cứ vô rừng hái những trái táo, con hãy ăn đi, con ăn đi sẽ làm cho con vui hơn, dễ thương hơn, duyên dáng hơn. Ăn đi con. Phải ăn không? Vui hơn, dễ thương. Nói thiệt bà, ăn trước miếng đi. Trời ơi, trời ơi, nửa trái táo. Sao được nửa trái táo hay vậy trời, thiệt cái miệng gì á. Bây giờ con ăn đúng không? Đúng rồi, ăn đi con. Người ta ăn như thế này là xưa rồi. Con sẽ ăn một cái nét đẹp thời mị nát na. Alo, 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 bên kia nghe rõ trả lời ha. Diễn lại cái nét này, ha ha ha. Trời, ủa rồi khó chưa? Ngon không? Hey, hey, hey. Gì ghê hả? Ủa rồi xong chưa con? Chết rồi đó. Nó đã chết rồi. Ta là phù thủy, ta có thể ăn được trái táo độc này. Bây giờ ta sẽ phi tan nó. Hoàng tử phải là của ta. Để sân khấu trống là không được nha Lâm nha. Trời ơi, có một bộ đồ thay đồ bạch tiết nè. Trời ơi, à dạ, đóng vai hoàng tử sướng ha. Trời ơi, chúa công. Là công chúa. Kỳ này hoàng tử sẽ chết với ta. Chết thiệt á chứ. Trước khi chết, ta muốn hát một bài. Tình yêu như chén mâm ruột bên hiên nhà nào. Tình yêu như chén mâm ruột mùi hương thối rừng. Mâm ruột bài tầm lâm, mâm ruột bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mâm ruột nó cứ bài thối rừng. Trời ơi! Mâm ruột bài, mâm ruột bài, mâm ruột bài thôi dừng. Ngựa đâu hãy phi nhanh lên. Từ miền Nam bay ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh đưa đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều vàng em chớm, xôn xao câu hò điều ly chín dòng sông, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình. Quan họ người ơi, tương tư mà chúng ta đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen. Gió đưa bông lúa trên đồng, thương em Lý Tơ Hồng. Tơ Hồng, quan họ người ơi. Mệt là đâu tính nữa. Ngựa à, nãy giờ mệt rồi, đi đi con. Trời ơi, ta đạp vào cái dây ngựa. Trời ơi, tại sao trong khu rừng thanh vắng như thế này lại có một cô con gái nằm ngửa ở đây thế này? Trời ơi, công chúa trong truyền thuyết đây sao? Trời, làm cái mặt công chúa rồi tới gốc. Ghê quá. Thấy ghê quá. Trời ơi, kìa. Không, công chúa nào mà undercut như vậy. Không lẽ công chúa đang ngủ ở trong rừng chờ nụ hôn của ta hay sao? Ta tới với nàng đây. Thank you.
trời. Một lần nữa nhá. Dậy Đạt ơi. Ai, ai vừa hôn ta vậy? Là ai? Là ai? Là ta đây. Nhà tình cảm đúng không ạ? Là ta đây. Trời đất ơi, các bác à. Ok, là chàng hôn ta à? Đúng rồi. Hồi nãy em vừa hát bài Tình yêu mắm ruốc. Chàng có phải là chàng hoàng tử mắm ruốc trong truyền thuyết hay không? Không, ta là hoàng tử mắm tôm. Ôi, mắm tôm và mắm ruốc đều chung là mắm. Định mệnh, định bà là xiến khui. Xiến khui, xiến khui là cái gì? Xui khiến. Ta biết trước vẻ đẹp của ta nàng hay bị nịu nữa ấy đúng không? Đúng rồi. Chàng phải là của ta. Chàng phải là của ta. Chàng ơi, kể từ nay chúng ta như chim liền cánh, như cây liền cành. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trọn cuộc đời này có chàng là sẽ có cái em. Ủa như là lâu công như vậy. Ta là hoàng tử chứ không phải là cái chổi lau nhà nhá. À, nàng khỏe quá. Em yêu anh. Anh yêu em. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Vô đi, vô đi. Câu nêu để cho bạn diễn ra. Mãi bên nhau bạn nhé. Lại lại cùng nhau cho nam em vô. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Không ra luôn. Nam em. Mãi bên nhau nam em nhé. Mãi bên nhau nam em nhé. Sao nữa chàng? Đưa, hãy đưa cái kiếm. Ra rồi, ra rồi. Mãi bên nhau bạn nhé. Trời. Cái gì vậy? Ai đây? Sao nữa nàng ơi? Nó ra chết rồi. Nó thành con sâu rớm rồi. Rớt miếng táo ra kìa. Đứa nào xúc cái gì ở đây vậy? Cô là ai? Cô là ai mà lại xuất hiện tại đây? Ta chính là Bạch Tuyết đã bị mụ phù hủy cho ăn sấy táo độc. Nhưng mà hên quá, ta đâu có nuốt đâu. Ta nhả ra rồi. Bạch Tuyết à, ngươi muốn giết ta đúng không? Bạch Tuyết nào? Có lẽ chúng ta phải kết thúc sớm thôi. Đúng rồi. Tất cả những lời ngươi nói đều là nói dối. Cuối cùng ở đây ai mới là công chúa? Em chính là công chúa. Em chính là công chúa. Em là công chúa mà. Em là công chúa mà. Thôi, em là công chúa mà. Em là công chúa. Trời ơi, sao ta lại lạc ở mối phù này? Ôi, bây giờ nàng nói là công chúa đúng không? Em là công chúa. Ta chứng minh cho ta đi. Đúng rồi, nếu là công chúa phải trong tay có phép thuật. Nói chung là hô mưa gọi gió. Hãy xem đây, khi mà em sẽ dùng phép, tất cả muôn loài hung thú sẽ cùng đồng thanh vang lên. Tất cả muôn thú hãy vang lên. Thôi đi. Bạch Tuyết không bao giờ biết làm phép hết, chỉ có phù thủy mới biết làm phép thôi. Trời ơi, em vô tài năng mà cuối cùng em bị lộ nguyên hình rồi. Nàng vô tài năng. Nàng ơi, xử xử phù thủy nhá. Đây, xử xử. Rồi chạy ngay luôn đi, đứa làm gì? Ba ơi, em có hai người bạn diễn đó em. Công chúa ơi, chờ ta. Còn em đã tốt nghiệp rồi ạ. Vào vai hoàng tử nhưng cuối cùng là vào vai cái rẻ lau chị ạ. Thì đó làm cho cực chứ bây giờ thoại không vui rồi, không có hành động biết làm sao giờ. Nó đâm em thiệt chị Hương ơi. Hả? Nó đâm em thiệt cho chị nha. Ủa
Bé nó diễn thật vậy thôi chứ anh muốn gì nữa. Tin thọt vô chính giữa mà không cho. Nhưng mà thôi, làm thì cũng làm rồi. Bây giờ khỏe rồi, giờ mình khỏe. Kia. Giờ mình khỏe rồi. Giờ được ngồi nghỉ rồi. Đội bên kia đã sẵn sàng chưa? Cái mặt kia sẵn sàng rồi, chúng ta còn chờ chờ nữa đến với Team Chiêu đi. Chào chi. Ôi, khu rừng thiệt tuyệt diệu. Cúc câu đâu, cúc câu. Cúc câu, chim rừng ca trong nắng. Im, im, im. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Im nghe, chim rừng kêu muôn nơi ô. Nói gì? À, hỏi tên ta hả? Thật ra ta tên là Thủy. Tàu Thủy bà nội mày. Nguyễn Thị Tàu Thủy hả? Ta tên là Cô Thủy. Ngày hôm qua ta có nhìn vào chiếc gương, gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được giường như ta. Ai đang nhậu trong khu rừng vắng à? Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được giường như ta. Dạ ra đi mấy anh ơi, trong rừng vắng mấy anh ở hoài sợ quá mấy anh ơi. Nhờ vậy mà ta biết được trong khu rừng này có một người con gái đẹp tên là Bạch Tuyết. Cái gì nè anh? Tại gì? Bạch Tuyết ra hả? À, ta nghe đâu. Ủa? Tiếng gì đang gieo trong khu rừng vậy? Tiếng Bạch Tuyết à? Ha, được, ta sẽ cho Bạch Tuyết biết ai là người đẹp nhất trong khu rừng này. Hay quá. Giọng ai? Giọng ai gian giọng trong khu rừng là cho chim muôn bay tan tác? Bà già, diễn bà già. Kìa cô gái, cô là ai? Ta là Bạch Tuyết, người đẹp nhất khu rừng này. Ô, Bạch Tuyết có một giọng hát thật là hay. Tại sao cô lại có giọng hát hay như vậy? Trời ban trời cho. Trời cho, trời ơi, vừa đẹp người đẹp nết mà còn giọng hát tuyệt diệu như vậy nữa. Cho ta hết. Xứng đáng ăn một quả táo. Đây là quả táo thần kỳ. Chỉ cần ăn nó vào, con sẽ duyên dáng hơn, mắc cười hơn. Mọi người sẽ cười thẳng vào mặt con vì con quá mắc cười. Ủa vậy hả? Cô Dương đóng vai em hả? Bạch Tuyết à, trái táo không ăn mà tại sao lại nhai cành cây như vậy? Nghe tiếng sợ hãi quá chừng. Ăn là phải ăn như vậy nè. Còn nghĩ mà cắn cái táo không có bằng Bạch Tuyết cắn. Rồi cắn vui nam em nè. Có nhạc vô nha, chứ để cái hình ảnh này kỳ á. Vui chưa? Ha 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 ha. Đó là trái táo độc. À, bé đơn giản. Ôi ha. Vậy là Bạch Tuyết đã chết. Chỉ còn một mình phù thủy ta bá chủ trong khu rừng này. Hồi nãy Nam em nó có diễn cái chi tiết này mà tôi coi hoài mà tôi thắc mắc. Là khi đi nó tới nó nắm chiếc lá. Đúng rồi. Nắm chiếc lá mà lúc mà đem vô mà bà vẫn nắm cho tới cuối kỳ mà giật đứt được một chiếc lá. Và em giúp cái tâm lý đó để tôi có tôi diễn rồi. Nên ghé vô cây ngã luôn mà ngờ nó không ngã. Rồi em mắc cười vô nào khi mấy cây ngã? Nó mắc cười khi mình thấy nó mắc cười. Xin cảm ơn hội đồng phê bình, cho tụi em diễn tiếp ạ. Đừng hỏi chơi. Vậy là hoàng tử từ đây là của ta. Được, ta sẽ chờ hoàng tử tới. Ê,
Ủa sao để sân khấu chết vậy? Học ai vậy? Ở trong nó thoại thay đồ đi à. Thoại thay đồ không kịp. Okay. C. C hả? Thì người quá. Giờ đây ta sẽ là Bạch Tuyết. Tình yêu như chén mâm ruột bên hiền nhà nàng. Tình yêu như chén mâm ruột mùi hương húi rùm. Tình yêu như chén mâm ruột trời mùi hương thúi rùm. Mâm ruột bài tùm lum. Mâm ruột bài tùm lum. Mâm ruột tùm lum. Mâm ruột bài tùm lum. Mà sao không hốt? Vì sao không hốt lấy cái chén mâm ruột để nó bài thúi rùm. Mâm ruột bài. Mâm ruột bài thúi rùm. Rùm. Bài thúi rùm. Người phi nhanh lên. Sao đôi tiền nha. Chuẩn bị ra hát nữa nhìn. Nâng nâng ngược ra bắc quay theo câu hò điều ly chính dòng sông. Lòng con trai miền dương em đi đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều vàng anh cướp mang theo câu hò đi chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn đón chàng về cả hai yêu thương. Quán hò người ơi tương tư mà chim sáo quay hàng lại đây cứ theo chàng một phê gió đường. Ai đã qua cầu đôi mình chim tại năm sau. Đôi mình duyên tình đậm sâu. Không có tâm lý cười. Con ngựa này ngồi cao quá, phải xuống thôi. Ngựa ơi, đi đi. Ta đạp trúng dây con ngựa. Ôi, khu vườn này đẹp quá. Này nó chui vô đây chi không biết nữa ta. Trời ơi, tại sao có một xác chết nằm giữa khu rừng? Nằm ngửa ra đi. Yêu. Trời ơi, tên chúng phải tiên xét ái tình. Đây là ai mà nhìn ta cảm thấy yêu lắm. Bây giờ hôn một cái, tỉnh dậy nha. Hey! Nàng là ai? Hôn một cái nữa tỉnh lại nha. Chủ động như vậy. Chủ động quá. Ghê quá. Ủa pha nãy vậy luôn hả? Không. Vậy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ghê quá. Chuyện gì đã xảy ra cho khu rừng này vậy? Nàng là ai? Ta là bạn của bảy chú lùng. Ta là Bạch Tuyết. Nói dối. Bạch Tuyết tại sao để râu? Đây là thẹo. Trong một lần ta chạy chơi trong khu rừng, ta đã bị té dập càm. Bảy chú lùng đã may lại cho ta bằng chỉ đen và may rất dày nữa. À, thì ra là như vậy. Tại sao Bạch Tuyết không để tóc undercut mà thắt bính như vậy? Xin hoàng tử hãy vô kịch bản. Bạch Tuyết à, chàng, ta đùa vui như vậy thôi. Đùa vui ghê. Nhìn nàng là ta đã thấy yêu nàng rồi. Sao nữa? Nhạc lãng mạn. Xoay 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 bồng lên rồi hạ xuống. Chủ nổi không? Được tử. Chàng, chàng hoàng tử. Ngay từ đầu gặp chàng, thiếp đã biết là trái tim của thiếp dành cho chàng mất rồi. Hoàng tử của lòng thiếp. Bạch Tuyết. Hoàng tử. Nàng làm gì vậy? Ta yêu chàng. Ta cũng yêu nàng. Chàng có biết không? Ơi, mỗi đêm ta đều mơ về chàng. Mơ về những giây phút hạnh phúc bên chàng. Hả? Được nắm tay chàng. Đúng vậy. Đi vào. Trời ơi. Thăm thú chỗ này. Thăm thú chỗ kia. Tuyết ơi, khoan đã, cho ta một phút được không? Cái áo vest mắc tiền lắm. Mắc tiền lắm. Cho ta một phút. Tiếp đi Tuyết. Chàng ơi, cái quần, nó vẫn sợ cái quần. Hoàng tử,
Hoàng tử, sao nàng chùi ta nhiên lùi dẻ vậy? Vì ta yêu chàng. Ta cũng yêu nàng. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Lại chàng. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau á bạn ơi nhé. Chưa ra nữa. Mình làm lại. Nếu như lần này làm lại mà vẫn không ra, mình vô lại trong đó nha chàng. Mình làm cùng lúc. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Lấy cái kiếm vô kiếm. Hoàng tử à. Lấy cái kiếm vô kiếm. Mạo muội mượn thanh gươm của hoàng tử. Xa. Ủa ai đây? Ta là Bạch Tuyết. Cái gì? Bị gì vậy? Đây là tiết mục biểu diễn cho khu rừng mình coi đó. À, Nhã Ngọc cái sao vậy? Giống Hồ Nguyệt Cô quá cáo vậy. Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Vô kìa. Tiết Dao. Tiết Dao. Nhã Ngọc Kim. Làm cho cố vô phun gây ghê. Tội nghiệp chị tôi. Miếng này đâu phải miếng táo. Miếng rớt á. Nàng đã chết. Thật khủng khiếp. Vậy là không còn ai ngăn cản tình yêu của đôi ta nữa được rồi. Ta đã nhặn văn miếng táo được rồi. Ta là Bạch Tuyết thiệt đây. Ta mới là Bạch Tuyết. 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 Hoàng tử chàng nhìn đi coi ai trắng hơn ai. Ta mới là Bạch Tuyết. Da nâu như tuyết, đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Chàng nhìn đi, ai mới là Bạch Tuyết chứ? Đây mới là Bạch Tuyết. Đó là chị cả của bảy chú lùn. Đây mới là Bạch Tuyết. Đá cái miếng mới rớt đó. Miếng thêm, thêm chi vậy, thêm chi rồi nó rớt. Tập trung vô câu chuyện à. Bây giờ tranh giành tôi nè. Tranh giành trước nè. Tranh giành trước. Đây là của ta. Của ta. Hai người làm gì vậy? Tranh giành ta. Đoàn viết. Vậy cuối cùng ai mới là Bạch Tuyết? Ta mới là Bạch Tuyết. Ta mới là Bạch Chứng minh cho ta thấy Bạch Tuyết là người có thể giao lưu với lại tất cả những con thú trong khu rừng này. Ta là Bạch Tuyết. Ta có thể làm chuyện đó. Làm thử đi. Hey. Nào, hỡi muôn thú trong khu rừng này, hãy cùng với anh đánh đàn cất lên tiếng hát đi nào. Ê, nó nghe đàn đàn nó cũng không hợp tác với em luôn đó Phi. Em không, nhìn thấy ghê lắm. Không phải chị Bạch Tuyết. Em đứng sai chỗ, ảnh chuyên nghiệp, em đúng sai. Đúng rồi, sai sen, không lên. Hỡi muôn thú và anh đánh đàn. Hãy dùng những ngón tay điêu luyện của mình cất lên giọng hót cho khu rừng đi nào. Dính ghê, dính. Ta hiểu rồi. Đó, chàng thấy chưa? Thì ra chính là nàng. Chính là thiếp. Nàng là phù thủy. Phù ha. Không có Bạch Tuyết nào biết làm phép hết. Ủa. Vậy là màn phô diễn tài năng của ta vừa rồi đã tự vạch mặt ta sao? Đúng vậy. Ta sẽ tiêu diệt cái con Bạch Tuyết giả này. Đó là phù thủy. Chàng hoàng tử, cứu ta với. Cứu ta với. Ta sẽ không cứu người đâu. Cứu ta với. Cánh gà. Đại cánh gà. Cánh gà. Đúng rồi, cánh gà. Chị ơi. Bạch Tuyết. Phù thủy. Dạ thưa quý vị. Và kể từ đó Bạch Tuyết phù thủy sống trọn đời bên nhau. Sợ quá không dám đi theo. Chị hồi nãy chị phải chơi xỉn xầm luôn em. Chưa có cái game nào mà chơi xỉn xầm hết đó. Chị Hương mới đầu là diễn vai phù thủy đó. Đúng rồi. Sau đó chị Hương coi được nửa tuần, cái chị Hương bắt đầu có đề nghị. Em nên coi vai phù thủy đi. Dành lấy vai phù thủy. Nghe nè, mày đúng coi phù thủy thì chắc tao mệt. Em là con thủy. Sợ quá. Thành ra hồi nãy chị không hề coi Bạch Tuyết, chị không nhớ. Chị hờm hờm đó, mình biết là nam em sẽ không có làm khó mình. Mà chị thấy thương Khoa như một cái đùi dẻ, em coi lại đi. Với lại cái áo vest của em nó cũng rẻ. Nó không có mắc tiền như của Thuận cho nên hèn là không sao hết. Mặt nhỡn nhơ lắm, còn cậu nãy đẩy Thuận mặt nhăn lợ. Không phải là nhăn tâm lý mà nhăn là sợ hư cái áo vest. Buồn lắm. Diễn viên bây giờ không còn tâm lý để diễn được. Mốt mình thi trước đi. Mốt mình thi trước hả? Ok. Đuổi qua xin giải lao xíu. Xin giải lao luôn hả? Dạ. Đừng có thở quá, người ta biết mình mệt. Bây giờ giải lao trong vòng vài phút nha. Chúng em sẽ quay trở lại với vần 2 của Tiếp Chiêu Đi. Chờ chi.
chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chào Chi. Sai. Nhẹ nhàng ơi Dương ơi. Hả? Vòng 2 nhẹ nhàng ơi, vòng 1 mệt quá. Bây giờ tụi em diễn mệt quá rồi. Mệt quá mệt. Phải có thêm chữ dừng, đúng không? Đúng rồi, diễn phải dừng. Diễn mệt là phải dừng. Cho dạ. Nên giờ game này là dừng diễn, dừng diễn. Dừng diễn là sao? Đang diễn cái mình kêu dừng, thế người khác vô cho đỡ mệt. À. Cái kêu diễn, cái diễn tiếp. Diễn tiếp sức. À, nhưng đổi tình huống theo ý của tụi em đang thấy hoàn cảnh. À là mình không biết kịch bản trước luôn. Không biết. Trời ơi áp lực nha. Ai là người ra hiệu lệnh chưa? Chị đi. Mệt quá chị hoài. Chị càng ai càng làm biết. Em đi. Em ha. Ừ. Được không? Được. Ok. Rồi. Thôi chị đi. Em cản gì được, chị bay qua chị đá xong cướp. Chị lớn. Thì Khoa với Phi làm trước đi. Ha. Thôi cho em với Nam em làm. Đúng rồi, Nam nữ trước. Ừ, có nam có nữ đi. Trời ơi, cặp này y hệt như là phi công với lại tiếp viên hàng không, đẹp ghê. Rồi hai đứa bước lên trước. Rồi mình xếp hàng chờ tới lượt đi diễn nè. Theo hàng nha, vào là theo hàng nha. Đúng rồi, vào theo hàng. Dừng rồi. Là phóng liền nha. Tụi em bắt đầu đi được chưa chị? Rồi, bắt đầu diễn. Em à. Anh à. Thì hôm nay anh rất là vui. Em cũng rất là vui. Khi được gặp em ở đây. Em cũng vậy. Cho anh hôn em một cái được không? Dạ được. Dừng. Để dừng. Thời của anh tới rồi em à. Thời em mới tới. Anh quên em là ai rồi. Diễn. Tới rồi. Ai à? Sao em lại đánh anh? Anh nghĩ sao vậy? Anh là sếp tôi mà anh dám dê tôi hả? Sếp hồi nào đang lại người yêu mà. Thôi, ai à? Anh nghĩ anh có tiền chứ anh. Ai à? Anh à? Dâm. Đứng lại tên cướp vậy nghe. Đứng lại tên cướp vậy nghe. Con cún này mua về nuôi mà bây giờ lại cứ cắn chủ nữa nhỉ. Ai dạy đi bằng hai chân. Ngoan ngoãn vào thì lâu lâu dắt đi dạo nhá. Ôi Dân. Dân. Ai ra vậy? Tới anh. Ôi. Ôi cái gì? Chị chưa kêu diễn mà em ôi cái gì? Trên đâu cắn em. Cắn gì thì em đưa cái giò đi. Đó. Chị báo diễn là em cắn, ok không? Đúng rồi. Diễn. Nghịch xúc, nghịch xúc, nghịch xúc. Tại sao dám cắn chủ? Em làm gì vậy? Hả? Tôi đang hướng dẫn cho em bài tập giả thành động vật. Em làm gì vậy? Dạ. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Không bao giờ được như vậy nữa. Dạ biết rồi. Hối hận. Hối hận. Ánh mắt vàng này, cầu xin sự tha thứ. Dạ, xin lỗi thầy. Dân. Thầy hả? Vô, à, vô, em vô, đứng vô, nhầm. Vô. Yep. Cái con cá này. Tại sao anh vui không vui? Bơi cho ta. Cá là phải bơi. Bơi đi. Cá mà bơi ớt. Tại sao cá lại bơi ớt chứ? Lam ơi em bơi chút, chị vô chị nghỉ với Lam uống nước nha cưng. Dạ. Hả? Ừ. Bơi đi, bơi đi. Con cá bơi ngửa là sắp chết rồi đó. Con cá ngửa bụng là sắp chết rồi đó. Dừng. Không chịu dừng. Không chịu dừng. À không chịu dừng. Đổi người đó em được đổi á. Bắt em làm hết luôn đi. Quá diễn em biết mệt lắm. Em khoái làm thú rồi này nọ đó. Cho em làm con chó đi. Không không. Con khỉ đi. Em làm 12 giáp luôn đi. Chứ vừa lòng em. Chuột nè. Đi dừng đi ra. Ra ra ra. Bơi đi em. Diễn. Dân. Ủa sao nhanh thế? Kệ nó đi, cho nằm đi, phải nằm. Rồi đó, bây giờ thời của em nè, em lo. Diễn. Một cô gái chết đuối ở giữa biển. Hô hấp thôi nào. Ủa, cứu người, cứu người, cứu người, cứu người, cứu người. Hoài vậy trời, vai gì anh tát không à? Bây giờ sao, cứu hộ thôi mà đòi hô hấp nhân tạo hả? Cứu thế giới, có người trời ơi, không phải cứu thế giới, có người xem sợ. Cứu hộ thì gặp một người chết đuối thì phải... Từ từ nha chị. Diễn. Yeah. Cha định đánh con hả? Không. Cha định đánh con hả? Cha định ôm con. Con có lỗi lầm, nhưng cha cũng đừng đánh con như vậy. Trời con ơi, con biết lỗi của mình rồi. Quỳ xuống. Cha mà, quỳ xuống.
con biết lỗi rồi mà cha. Không đánh không được. Quỳ xuống. Quỳ một chân thôi, nhân chân kia lên. Cha, cha trời tới thiệt. Mẹ mày không dạy thì để cha dạy. Quỳ cẩn thận vào. Dân. Chết rồi. Ôi cái gì, tôi chưa kêu diễn mà ôi cái gì. Trời, ham diễn. Ham diễn. Ông cho, thì hơn không cho ông diễn đâu gì. Rồi một chân đi. Một chân đi. Diễn. Một chàng nữa tôi dành cho chú rể. Xin chúc mừng chú rể đi mọi người ơi. Thật hạnh phúc. Đây là đám cưới lần thứ 7 của chú rể Lê Dương Bảo Lâm. Hay quá. Rồi cô dâu đâu? Cô dâu, anh đợi một chút nhé. Kìa, cô dâu đang từ cửa toilet tiến thẳng về lễ đài. Ủa ha ha. Hết chỗ hay sao mà ra đứng toilet mà đi vô vậy? Phòng make up bên đó mà chú rể. Wow. Vui vẻ lên nào, vui vẻ lên cô nào. Cô dâu ơi, anh nè. Vâng, cô dâu đang tiến tới, chú rể. Đang giơ tay nha, Lâm đang giơ tay. Cô dâu ơi, anh nè. Dân. Cô dâu giá thật. Vô cô dâu. Diễn. Chú rể à, em là cô dâu của anh đây. Sao? Mình yêu nhau chứ? Mình yêu nhau chứ? Phải yêu thôi. Phải yêu thôi. Bắt vai một cái nào. Cô dâu gì cao vậy? Tại sao cô dâu không được cao? Anh à, ngày xưa nói anh yêu em, vậy mà bây giờ ba má của anh cấm cản hai đứa mình cưới nhau. Bây giờ anh phải làm sao? Anh phải giải quyết đi chứ. Tại vì hai đứa con trai là một cô dâu cho khác đi, tình huống khác đi. Cô dâu không rể. Phải vậy? Lỡ rồi. Đi đi. Đúng rồi, mình trốn đi em à. Trốn? Trốn. Trốn đi. Trốn đi, mình trốn. Dân. Hai đứa trốn. Ủa? Trốn. Trốn đi. Diễn. Hùng tiếp nè. Đường đi học về đẹp quá. Thiên nhiên thật là tươi đẹp. Mừng Tết đến và lắp đến nhà nhà. Cái mây vàng cái nào không thắng tươi. Chúc cụ già đi gắn lâu sống. Cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc cụ sẽ gặp. Đừng ra nữa. Đừng ra nữa. Sợ lắm rồi. Không cho em ra nữa chị Hương ơi. Ra nữa tình huống nguy hiểm lắm rồi. Nguy hiểm lắm chị Hương ơi. Đủ rồi. Một mình nam em cân hết. Sống ra. Đáng lý là chị còn cắt làm tiếp á. Nữa hả chị? Ủa quên nãy giờ chị Hương chưa vô diễn hả? Ở vậy. Thôi hẹn các em dịp sau đi. Nha. Tâm lý sao nam em? Em thích cái giọng này không? Dạ thích. Lý do? Nó thay đổi liên tục và rất là cho mình phải quắn não và phải suy nghĩ động não. Vừa thở mà vừa phải suy nghĩ nữa. Phải suy nghĩ nữa. Khoa, em ăn mấy cái cú tát? Không chị, em không thích. Chưa hôn được phát nào bị tát ba phát chị ạ. Em cũng không thích luôn. Tại sao? Mệt quá. Em xin đòi diễn 12 giáp chị cắt em. Và tự nhiên giờ em nói quá mệt. Hả? Thì quá mệt chị thiệt, nói không nổi nữa. Vậy thì cái phần 3 này chị, cái vở kịch mà 6 người chung á, tất cả các bạn phải nương lại, nhường cho Lâm diễn. Đúng rồi. Em thấy sao? Dạ em thấy vui, khỏe. Đúng không? Chị thấy em sướng nhất luôn á. Diễn viên có cái tướng đó với cái thể lực là rất là lợi thế luôn á. Ai mà diễn lại nữa. Mấy người nhỏ nhỏ như Phi với chị đừng nghĩ đi, bớt diễn đi. Chứ cực quá. Không phải chị, em ra như mặt em gợi đòn hay sao á. Ai ra cũng vô tình huống đánh em á chị. Quý vị ơi, các bạn đó mệt rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Cả nhà đừng rời màn hình, ngồi yên đó. Vì Khương hứa kịch của phần 3 này nhẹ nhàng và lãng mạn. Chờ chúng tôi đi. Đến với Tiếp chiều đi. Chờ chi. Phần Nguyễn, 25 tuổi, Phú Mỹ Cầu. Trời ơi, cười cái đang thở hở ra, bây giờ phải vậy hả? Lê Vũ Lâm đến ở bộ phố Mang Long Hành Đồng Nai học trò của Hoàng Yến Võ. Em ấy nhờ quá hả? Hoàng Phi, hết môi nhà bè. Tôi đến đây là vì má tôi. Tôi đến đây là vì má tôi. Má tôi vô địch. Yeah. Ê, hay quá. Nhờ nhau. Hả? Nhờ nhau. Nhá gì vậy? Không nói, bị nước. Bị nước. Mặt nẹp như bị nước. Môi miệng cỡ đó mà nước.
Vui. Giờ làm sao? Tụi mình chuẩn bị đi thi rồi. Cuộc thi sắp tới rất là quan trọng. Đúng rồi. Mà thầy của mình là ai? Cựu người mẫu cuộc thi đó. Ôi nghe nói đẹp lắm. Rất là đẹp. Bây giờ giới thiệu thầy ra không? Giới thiệu thầy ra chứ. Mời thầy ra đàng hoàng. Mình dạt qua một bên. Xin mời cựu Nam Dương Mạc Văn Quân. Ủa? Phục vụ thôi ạ. Trời ơi. Trời mời Nam Dương mà nữ Dương bước ra hả? Thiệt luôn, con nhỏ này thiệt luôn á. Hết hồn. Tưởng như thầy đi chuyển giới rồi. Ủa thầy đâu? Thầy đâu? Thầy đâu? Ủa cô là ai? Cô là ai? Cô vô đây phục vụ tôi hả? Tôi là phục vụ. Ôi trời, phục vụ sao đứng cạnh tôi? Chỗ tôi là Nam Dương tương lai, đi ra chỗ khác đi. Xin nhà đi vợ. Nhìn dơ dơ quá. Đi đi bé. Đi đợi thầy đang em hậu. Mặc đồ đủ đẹp để đứng cạnh các anh mà. Tôi không khác, không khác. Đi vô đi, đi vô đi. Không khác cái chỗ nào ạ? Đi ra đi. Tôi không cần phục vụ như cô. Cái này sao á? Sao á, sao á? Ủa? Bóng ai? Bóng ai mà sáng lấp lánh vậy? Bóng ai như bóng thầy. Thầy Cụ ơi. Nam Vương Mạc Văn Quân. Già quá. Mạc Văn Khoa, Hải Dương. Nam Vương, Nam Vương, Nam Vương, Nam Vương, Nam Vương. Nha, một cái là toát lên mẻ Nam Vương liền. Thôi, các cậu đừng có... Dạ, chào thầy. Đừng có la lớn như vậy. Dạ. Ngại lắm, bây giờ tôi là cựu Nam Vương rồi. Dạ. Với lại cứ xưng là anh em cho nó dễ, chứ đừng dạ. có thầy. Nhưng mà thầy, vẫn kêu thầy, con rất là ngưỡng mộ thầy. Da dẻ thầy đẹp quá thầy ơi. Thầy dữ lắm đấy. Dạ, dữ lắm rồi đó hả thầy? Dạ thầy ơi, thầy dạy cách skin care được không thầy? Cách mà làm cho nha, mình trắng trẻo này nọ đó. Skin care từng bước, từng bước, từng bước như thế nào. Thầy chỉ giùm cho em được không? Đi thi Nam Dương mà trả lời kiểu này là rớt nha. Nha. Tôi đã dạy bao nhiêu lần rồi. Nam Vương, để làm Nam Vương được thì cái quan trọng nhất là phải nói nó rõ ràng, rành mạch. Nãy tôi trong kia tôi nghe cậu giới thiệu không nghe được một cái tiếng gì hết. Em là Amidan. Mổ amidan nhờ nói không được luôn. Thế lại phải dưỡng lại cái amidan đi chứ, ngày thi mà lên thế này là đúng chết. Đúng rồi. Dạ biết rồi. Bây giờ tôi có một thông tin là gọi là quan trọng này, ảnh hưởng tới cuộc đời sự nghiệp của các cậu này. Tin gì thầy? Cuộc thi sắp tới mà tôi nói với các cậu ấy, ban giám khảo, nhà sản xuất sẽ tìm ai là người thắng Nam Vương ấy sẽ được làm đại diện hình ảnh bảo vệ động vật. Nếu các cậu chỉ cần được làm đại diện cái này thôi là các cậu sẽ nổi tiếng. Lên đời toàn mình. Thế giới sẽ biết về các cậu. Hay quá. Con định nói với thầy chuyện này. Thật ra con chắc không thi nữa đâu thầy. Sao vậy? Con tới đây con học cho vui thôi à. Tại mẹ con nói là con phải đi học theo ý mẹ con thì mẹ con mới để gia tài lại cho con. Cơ nghiệp đó của con đi học là chỉ chuyện đó thôi. Còn chuyện giải này con thấy hai bạn, hai bạn có tố chất hơn con. Con xin phép thầy cho con rút khỏi cuộc thi à. Không được. Mình đẹp thật. Thầy, cái mặt mình... Thầy, đừng kể những câu chuyện vô nghĩa. Niềm tin của thầy kinh khủng quá. Đây không phải là ước mơ của con. Thầy đừng nói nữa. Thầy đừng nói nữa. Hay quá. Phi ơi, loại được một đối thủ. Thượng Nguyễn. Ê, loại được một đối thủ rồi. Yeah. Như vậy, như vậy là chúng ta sẽ có một người nhất và một người nhì. Tôi chỉ muốn có tiếng thôi. Bởi vì khi có tiếng, tôi sẽ có rất là nhiều tiền. Tôi sẽ trang trải cho cuộc sống gia đình tôi. Gia đình tôi quá là khó khăn đi. Thật sự, ông nhường cho tôi nha. Không có. Biết đâu hai đứa mình đồng quán quân thì sao? Có khi nào như vậy không? Chắc chắn là như vậy. Anh em mình phải cùng nhau. Anh em. Nguyễn Thị Hương, quý bà tài trợ. Wow. Trời ơi. Chị nói lại lần nữa đi. Lại đây. Dạ. Em bị amidan đúng không? Em bị amidan. Đi đây, đưa cái tay đây. Chị bấm cho cái nguyệt này. Em nói lại bình thường được rồi đó. Alo. Đó, được rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Đó, tới giọng này. Trời ơi. Dạ, chị là lương y hả sao chị? Không. Dạ. Chị là nhà tài trợ chính thức.
cho cái chương trình thi này. Và nếu như ai là gương mặt đại diện thì các em sẽ là cái người đại diện của Việt Nam ha, đi ra ngoài thế giới luôn. Tuyệt vời vậy. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà chị theo dõi tụi em thì có nhiều cái rất là đặc biệt mà tụi em có thể không cái tham gia được. Ủa tại sao vậy, tại sao chị? Ví dụ như em. Em đầy đủ tố chất hết trơn á. Dạ. Nhưng mà chỉ có điều là khi mà em cho em giới thiệu nó chợ đó, em phải giới thiệu sao mà nó sang và nó xứng tầm xứng kép với em. Ủa vậy là chưa sang? Chưa sang. Dạ em tập làm lại. Làm cho sang, phải tập lại. Tập lại. Nói cho sang nha. Dạ. Rồi. Dạ cho em một miếng nhạc ạ. Hoàng Nguyễn 25 Việt Nam. Wow, trời ơi đó, nó phải hùng hồn như vậy. Đó, nó phải như vậy và em phải tập thêm cho chị nha. Dạ. Còn em? Còn em, chị là nghiên cứu em rất là kỹ rồi. Ví dụ như em có thể không cao bằng Thuận Nguyễn. Dạ. Đó, nhưng mà em trả lời ứng xử bức tất Thuận Nguyễn vô tủ. Đúng rồi. Canh đúng điểm rơi đúng không chị? Ví dụ như người ta hỏi em một câu là một người Nam Vương xứng đáng là một con người đẹp toàn diện và đẹp thật, không có một cái gì giả, thì em sẽ trả lời như thế nào? Ủa sao tự nhiên đứng hình luôn, em có cái gì giả không? Em giả hết. Thì giả rồi sao đi thi? Nãy giờ em giả bộ em lịch lãm vậy thôi. Chứ tính thiệt của em là giang hồ đó. Chị nói hồi là em quất chị luôn á. Gì vậy? Có nhà tài trợ đó không? Vậy hả? Không bị sao vậy? Mày không có được quạo. Wow, wow, wow. Nếu mà mình quạo là mình rớt luôn. Rớt luôn. Chị nghe nói là có một cái cụ Nam Dương đúng không? Dạ thầy em. Thầy em? Dạ. Thầy em đâu? Thầy ơi! Thầy ơi! Nhà tài trợ kêu thầy ơi! Thầy ơi! Thôi tắt nhạc đây, tắt đi, tắt đi. Ủa? Chị đây là ai đấy? Chị là tài trợ mùa trước nhớ không? Không nhìn ra chị hả? Tại chị mới sửa là chút xíu em nhìn ra chị. Ủa sao? Ủa sao em giải cho thí sinh em gì ghê vậy em? Ủa là sao lại gái hồi này mà đây là ai đây? Nhà tài trợ. Chị là nhà tài trợ. Nhà tài trợ thầy. Chị là nhà tài trợ. Thầy ơi! Nhà tài trợ hồi nào? Bên bảo vệ động vật đó. Tôi ngồi với tôi chấm cậu đó kỳ trước đó. Ủa mà chị tài trợ gì? Tài trợ mấy ông. Mẹ! Mẹ con gì? Ủa mẹ như vậy tự nhiên mẹ tới đây làm gì? Cái gì? Tự nhiên kêu mẹ làm gì? Có khi nào tới đây mua giải không? Con đi học cho ý mẹ rồi, bây giờ tự nhiên mẹ còn tới đây mẹ theo dõi con nữa hả? Theo dõi gì? Không có nhờ mẹ mà con nhìn con kìa, mà con vô con đứng nhìn cái mặt của con với ba thằng đó, làm sao mà con đậu được đâu, con nhìn coi. Ban tổ chức tới chấm điểm bây giờ nè đó, con nhìn con hành động con còn gãi như khỉ vậy đó, thì làm sao mà tôi đậu được? Ủa sao nãy giờ mình gãi như vậy? Tại sao ngứa quá vậy? Một tay mẹ hết. Ủa là sao mẹ? Là sao là? Cái này nó phải thú cưng, này thú ghẻ. Một không trong này mẹ uống thuốc dị ứng rồi. Hiểu không? Trời ơi. Nãy mẹ vô mẹ bóc nguyệt cho thằng này rồi chị mẹ bắt tay này, lát hồi nó ngứa hết á. Ủa? Là lên chấm không có được gì hết trơn á. Ủa nhưng mà mẹ làm gì để làm gì? Mẹ muốn con làm Nam Dương. Tại vì mẹ đã... Mẹ thôi đi. Lúc nào mẹ cũng nghĩ tới ước mơ của mẹ hết á. Có bao giờ mẹ lắng nghe ước mơ của con không vậy? Gãy mấy lần mẹ nó mua. Thì tại vì con đi thi Nam Dương, con cũng được người ta gọi lên là Nam Dương đẹp mà. Con đâu có muốn trở thành Nam Dương đâu. Con chỉ muốn sống một cuộc đời của mình thôi. Con chỉ muốn trở thành một người pha cà phê. Tất cả những chuyện này là ước mơ của mẹ. Con làm chỉ để vui lòng mẹ thôi, càng lúc này càng quá đáng. Trời đất ơi, làm Nam Dương muốn đi làm pha cà phê con. Con sống cũng phải ước mơ cho mẹ chứ. Cả đời mẹ không có thi Nam Dương hoa hậu gì được hết trơn rồi. Mẹ có mỗi một mình con thôi, con là con một của mẹ. Con đi thi cho mẹ đi, tụi nó không có đậu nữa đâu, con coi kìa. Không đậu đâu. Tại vì con là con một của mẹ, cho nên mình phải hiểu cho con chứ. Con chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Con không cần những cái giải này. Mẹ nhìn đi, làm sao con so sánh được với người ta mà mẹ cứ ép con hoài như vậy. Con xin mẹ, mẹ cho con một lần sống với cuộc đời con được không? Con làm theo lời mẹ từ nhỏ tới giờ rồi, tới bây giờ con muốn sống cuộc đời của con cũng không được hả mẹ? Con thấy bạn nó đúng á cô. Nếu bạn nó ước mơ vậy á thì cô cho bạn ấy thực hiện ước mơ của bạn ấy đi. Ủa vậy là chị không phải tài trợ hả? Không. Vậy tài trợ là ai vậy? Nay ngày hôm nay là nói có nhà tài trợ nè. Tài trợ đâu? Tài trợ đâu? Đây ạ. Cái gì? Xin các anh giữ lòng tự trọng mình xíu ạ. Chào các anh, tôi là đại diện của tổ chức bảo vệ động vật và bảo vệ môi trường. Hồi nãy thì các anh cũng đã thấy tôi rồi. Thái độ các anh như thế nào thì cũng đã hiểu rồi ha. Thì tôi cũng xin nói luôn, bên chúng tôi đang chọn một người để đảm bảo được tiêu chí dùng tiếng nói của mình truyền sức ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật. Vì đó là sứ mệnh chứ không phải là để đi kiếm tiền như anh Hồng Nguyễn. Anh nói là cuộc thi Nam Vương tổ chức ra để cho anh kiếm tiền. Sai.
Và tiêu chí đó chúng tôi không ghi nhận. Dạ, còn bạn em anh Lâm ạ, anh đến đây. Sao dính gì vậy? Xin lỗi, anh ngứa từ cũng ngứa theo anh, anh ngứa cổ. Anh đến đây nhưng mà cái lý lịch của anh lại làm giang hồ. Và chúng tôi không thể nào chọn một giang hồ để làm một nam vương. Anh có thể bất gãi cho em ạ. Ngứa quá, chị ngứa quá. Chị đẹp, nhỏ đẹp thiệt, nhỏ như hoa hậu vậy chị. Hai này không được, con tôi được chị. Theo tôi nghĩ thì nếu con chị đã thích pha cà phê thì chị nên khuyến khích cho bé được. Cho bé, cảm ơn cô. Chị nên khuyến khích cho bé làm cái việc mà bé yêu mến và ước mơ. Thầy nói gì đi thầy? Đúng như vậy. Thật ra hai chúng tôi mở ra cái lớp này. Hả? Không nữa hả? Tôi mở ra lớp Hoa Vương này là để muốn tìm một người thật sự đẹp, có tài, có sắc và có tâm nữa. Đặc biệt là có sức ảnh hưởng đến từ bên trong. Và người ta gọi đó là sự chân thành. Nếu như mà các bạn không làm được thì cuộc thi này xin khép lại. Và chúng tôi sẽ tuyển một thí sinh khác vào năm sau. Trời ơi, Lâm ơi, vậy là tụi mình mất giải Nam Dương rồi. Đây là một vở kịch truyền thông tuyên truyền về đạo đức. Chị Hương, chị thấy sao? Chị thấy chị thật là sung sướng với cái vai diễn này. Trời ơi, năm em mà nãy em nói rất hay quá em. Em phải cảm ơn biên tập đã viết cho em đúng cái vai, đúng cái sở trường, đúng cái câu nói của em luôn. Nó rất là hay. Còn Thuận là người ta Á Vương rồi, phải không? Thì ta đúng rồi, câu cũng dễ. Chỉ có cực là Lâm thôi. Rồi còn bung thêm cái miếng đớt á, bị chị bấm nguyệt hết đớt luôn. Cảm ơn chị á. Chị không bấm giờ chết luôn á. Vừa gái mà vừa nước. Thôi còn nói gì nữa, khép lại với vòng 3 của Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.